Sức đây này đừng ở khả nía. Ngày này khiêm xong bằng hai nhóm pia vị thi thuế đồng lông bà ráng đột. Đại kinh xóm như đôi chía, đồng lông bà ráng, xe lọc bà xe liếp, mà rết. Ẩm bớ, rung chì mùi nắng bờ, chấm bút bà xe liếp. Nãy đừng ở khả nía ai rộng tình bát nơi cổ xa tổng nợ. Chúng hiên nồng bốn, cứ trời dọc đồng lông bà ráng một chút xong bò ả ớt, rút liên tức ả xa. Phần tọa mốt, cứ trời dọc đồng lông bà ráng đã ban liên tức ả xa rút nút, do mọc hàm như chỉ đông đông tôi tồn. Bần tọa mốc, trời dục bơ đạn nó không té. Rồi thôi cả rông chăm, rồi hốt đọc bơ nó rồi lấy chất ớt. Tôi đạn đồng lông mà ráng trồn. Bần tọa vì đạn đồng lông mà ráng trồn thật không té rồi mốc. Cứ dương trời thôi cả cô chiêu đồng lông mà ráng nụ. Nó phải đạn đồng lông mà ráng, dương kriêm bằng tích. Cứ dương trời đạn nước bá xí liếp. Mà rách, rung chừng mùi nâng ẩm bơ trồn. Rút vơ ca cô cho rõ bó đồng lông mà răng lọc bao nhiêu nụ ở sắp trôi khá nìa. Nói phê đá đồng lông mà răng lọc bao nhiêu kriêng là món cứ trời bất lớn. Nâng trơ đuột đồng lông mà răng lúc đã cho tất nông thác. Rút dụng tất đột lực nông oven. Chấm phố xe thân ạp hiếp đẹp ra xâm lập đột đồng lông mà răng lúc cứ phi rơi ong xa xế. Rồi dạ bế đập ra mẹ tì. Bần tập tì đập ra mẹ tì khói mốc. Khuyên thác đồng lông mà răng rồi bao dưỡng rượu rồi hồi. Nè tầm bao khí ai dọc đồng lông mà răng ní. Dọc tên nhằm chỉ mùi nắng steak. Rứa xà lạc thông này. Ở con xâm rập ca tôi xin nào video này.